Đông Nhi xã ảnh và đi cùng nhau bên ông xã, thấm thoát 14 năm. Đông Nhi ông Cao Thắng bên nhau thấm thoát đã 14 năm và mỗi năm trôi qua, cặp đôi đều, đều có những khung ảnh kỷ niệm ngọt ngào. Nay có thêm nhóc tỳ Winnie, hôn nhân cặp đôi thêm phần viên mãn. Mới đây, nữ ca sĩ Đông Nhi thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ loạt ảnh chụp cùng ông xã ông Cao Thắng. Đi kèm theo đó, cô chú thích mỗi mùa xuân sang, Thắng Nhi già thêm một tuổi. Xem qua loạt ảnh, anh ấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ngọt ngào và bền chặt qua năm tháng của cặp đôi này. Đông như xã kho loạt ảnh già đi cùng ông xã. Bên nhau nhiều năm, Như Thắng vẫn giữ được tình yêu sâu sắc. Bình luận bên dưới bài đăng của giọng ca 30 ngày yêu Phan Xích Xoa, chuyện cổ tích giữa đời thường trên cả tuyệt vời, trong sao biết mình thích nhất đôi này. Nàng đã 35, chàng cũng gần 40, cả hai vẫn trẻ đẹp lắm luôn. Thời gian trôi nhanh quá, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Những khoảnh khắc cách đây 10 năm được chia sẻ lại khiến fan của cặp đôi không khỏi bồi hồi. Những năm qua đi, cặp đôi lại có những khoảnh khắc ngọt ngào đánh dấu hành trình bên nhau. Tính đến nay, đồng nhi ông Cao Thắng đã gắn bó bên nhau 14 năm, trong đó có 10 năm hẹn hò và 4 năm chung sống với tư cách vợ chồng. Như là chặng đường từ yêu đến cưới của cặp đôi, khán giả cảm nhận được sự chân thành, son sắc và thủy chung. 14 năm gắn bó, đồng nhi ông Cao Thắng chứng minh sinh ra là dành cho nhau. Thậm chí không quá lời khi nhận xét chuyện tình cảm của Nhi Thắng là cổ tích giữa đời thường, vì trong làng giải trí vốn nhiều thị phi và cắm dỗ, hiếm có cặp đôi nào bên nhau từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, đến lúc thành công vẫn một lòng không thay đổi. Khán giả ưu ái gọi chuyện tình của vợ chồng Đông Nhi là cổ tích giữa đời thường. Hiện Đông Nhi ông Cao Thắng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên ái nữ Winnie. À. Với cặp đôi, con gái nhỏ chính là món quà giúp hôn nhân của họ thêm phần viên mãn. Người hâm mộ vi biết cũng đặc biệt yêu thích ái nữ nhà Đông Nhi bởi cô bé quá đổi đáng yêu. Bên nhau từ khi còn là những ca sĩ tuổi tin, nay cả hai đã lên chức bố mẹ. Hành trình yêu của cặp đôi trở nên viên mãn khi có ái nữ Winnie. Tương lai vợ chồng giọng ca 30 ngày yêu có kế hoạch sinh thêm một nhóc tỳ cho tổ ấm đủ nếp đủ tẻ. Cụ thể Đông Nhi cho hay, Nhi và anh Thắng cũng có dự tính trong tương lai sẽ sinh thêm một bé nữa cho vui nhà vui cửa. Nếu có đủ gạo nếp gạo tẻ cho hài hòa thì càng tốt nhưng cho hai gái gì thì cả hai cũng thích hết vì đó là món quà của trời cho. Tuy nhiên năm nào sinh thêm thì chưa biết, chắc phải còn tùy duyên số. Người hâm mộ rất mong chờ thông tin Đông Nhi mang thai lần hai. Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Đông Nhi khiến nhiều người ngưỡng mộ ngày nay khi chuyện hẹn hò kết hôn rồi chia tay ly hôn xảy ra khá phổ biến thì tình yêu đẹp như nhi thắng lại càng khiến nhiều người ngưỡng mộ và muốn học hỏi theo hay nói đúng hơn giá trị yêu thương mà cặp đôi này lan tỏa đến mọi người quả thật rất tuyệt vời đặc biệt từ chuyện tình đẹp của nhi thắng ắt hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy có niềm tin hơn vào những mối nhân duyên trong cuộc đời cùng đọc thêm những bài viết tại tin mới nhất nhé bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo